12 máy bay ném bom của Nga OA tập kích tên lửa vào Ukraine Khoảng 12 máy bay ném bom chiến lược TU-95MS của Nga đã cất cánh tối 26 tháng 7 phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine. Các tên lửa hành trình đã phóng đi từ 12 máy bay ném bom chiến lược TU-95MS của Nga ở biển Caspi, không quân Ukraine tối 26 tháng 7 cho biết. Thông thường, mỗi chiếc TU-95MS mang 2 đến 4 tên lửa, mặc dù nó có khả năng mang tối đa 8 tên lửa. Có báo động không kích đã vang lên ở thủ đô Kiev và hầu hết các khu vực của Ukraine từ cuối giờ chiều. Rất có thể đối phương đã phóng tên lửa hành trình từ Biển Đen và tên lửa đạn đạo từ các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát, không quân Ukraine cảnh báo. Trước đó, theo không quân Ukraine, đầu giờ chiều 26 tháng 7, một tàu ngầm của Nga ở Biển Đen cũng phóng tên lửa hành trình Kalib vào mục tiêu ở Ukraine. Trong đó, Ukraine đã bắn hạ hai tên lửa ở khu vực Vinnytsia, miền trung nước này. Không quân Ukraine cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 36 tên lửa hành trình, trong đó có 3 tên lửa clip 33 tên lửa KH-101, KH-555. Các vụ tập kích trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine được cho là đã bắt đầu làn sóng phản công quy mô lớn thứ hai tập trung vào tỉnh Zaporizhia ở miền nam nước này. Ở mặt trận Zaporizhia, làn sóng phản công thứ hai của quân đội Ukraine đã bắt đầu. Đối phương đã điều động lực lượng tối đa để chống thủng hàng phòng ngự của chúng ta theo hướng Orekhov. Dạng sáng nay, lực lượng Ukraine đã xông vào các vị trí của chúng tôi gần Jabotino, Vladimir Chokov, một quan chức chính quyền Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, cho biết. Theo quan chức này, Ukraine đã sử dụng ít nhất 100 xe bọc thép nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga ở Odekhov, nhưng thất bại. Jenny Blesky, quyền thống đốc Zaporizhia cũng cho biết, tình hình ở Chabotino, Novo Novodanilovka và Novopokrovka leo thang. Đối phương tìm cách chọc thủng phòng tuyến của chúng ta từ 4 giờ, nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các đơn vị của chúng ta và hứng tổn thất nặng nề. Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói Moscow đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào Zaporizhia. Trong trận giao tranh này, Nga đã phá hủy 22 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh, một xe chiến đấu bọc thép và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 100 binh sĩ Ukraine, ông Konashenkov cho hay. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên, song Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia nói rằng quân đội nước này đang tiến công dần dần ở miền Nam. Ở miền Nam, lực lượng Ukraine tiến công theo hướng các thành phố Melitopol và Berdyansk nằm bên bờ biển Azov Tại miền đông, quân đội Ukraine tiếp tục đẩy lùi các cuộc tiến công của Nga theo hướng Kupiansk và Liman. Bà Malia cho biết thêm quân đội Ukraine chuẩn bị nhận thêm 1.700 máy bay không người lái trinh sát và tấn công. Các nhà sản xuất của Ukraine cũng đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái nội địa. Mặc dù phương Tây liên tục viện trợ quân sự, nhưng Ukraine thừa nhận vẫn bị Nga áp đảo về hỏa lực pháo binh, xe tăng và cả nguồn nhân lực.